Ơi em Duy Cá chào tất cả anh em. Hôm nay em lên tiếp tục luôn máy điện 100V anh em nha. Và cái đây là lâu em đọc được cái địa chỉ là của em đây, là địa chỉ của em là 3/7 Lý Tự Trọng, thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Là em ở Lâm Đồng, Đà Lạt anh em. Và hai cái số điện thoại chốt hàng của em cũng dán trên đó và tên số tài khoản của em luôn anh em nha. Đấy. Rồi bây giờ là cái này là máy. Sáng nay lên luôn máy điện là công cụ điện 100V. Lô này cũng nói chung là 99 là chạm điện 100V anh em nha. Chỉ có một con điện 220 thôi, một lát em sẽ test em nói riêng con đó điện 220 anh em luôn. Đó, anh em lưu ý cái phần điện là toàn bộ luôn, là tất cả luôn là sử dụng điện 100V anh em nha. Đó, mẹ ấm chó ra nè. Tất cả đều sử dụng điện 100V. Đấy. Và cái hình thức mua bán bên em là toàn bộ là máy em bao sắm và bao ship anh em nha. Bao sóng là em bao sóng là chỉ có bao tới cái mức độ là gắm điện vô là máy còn chạy, motor sóng là em bao sóng tới đó thôi anh em nha. Còn phần vệ sinh còn lại tất cả luôn, nói chung là nó kêu đàn lửa than cái gì đó thì anh em về anh em dọn là giúp em nha, tại vì máy bên em là em không có dọn hoàn chỉnh để về gắm điện vô là xài luôn. Đấy. Nói chung là cũng có rất là nhiều con là về gắm điện vô là xài luôn, thì em nhập hàng về sau là em bán y, em chỉ cần test máy em bán y vậy thôi anh em nha, em không có dọn máy anh em ơi. Mấy cái con mà nẹt lửa than kêu đàn gì đó thì anh em về anh em tự dọn lại nha. Em chỉ bao cho anh em sóng là cắm điện vô là sóng tới đó thôi anh em nha. Em không có bao nữa anh em ha. Đó, bao một cái phần mức độ nhất định thôi. Đó, rồi anh em vui lòng đặt cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên anh em, tùy theo máy lớn nhỏ nha. Nhé, một con nhỏ thì 100k, còn mấy con to mấy như mấy cát sắt bàn rồi thì 200 trở lên anh em nha. Đó, rồi cái mỗi một con máy nó sẽ có một cái mã số nằm ở phía trước và giá tiền nằm ở phía sau. Đó. Giá thì đã niêm yết rồi, hàng thì đã là bao ship cho nên là không có phí phát sinh gì nữa. Anh em cứ nhìn kỹ máy và mã số của mình chốt, và tới khi mà nhận hàng anh em khui thùng ra đúng máy và mã số của mình chốt thì anh em nhận, còn nếu không đúng thì anh em gọi lại trực tiếp giúp em, đợi em kiểm tra và em sẽ giải quyết ngay lúc đó luôn anh em nha. Rồi bây giờ em sẽ test từng con một anh em nha. Kéo dây điện này. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã 66 trở lên anh em ơi. Mã 66 trở lên. Giá của nó là 300k. À, con này là con nhám xoay có điều tốc hiệu VUB tem bị mờ rồi anh em nha. Đây, máy hoạt động nghiêm chỉnh luôn, giờ chỉ còn dán với nhám lên là trà thôi. Rồi mã 66 giá nó là 300k anh em nha. Dây điện nối mã 66 300. Rồi con này mã 67 300k luôn, Makita. Con trà nhám vuông, con này hơi kêu anh em, giờ nhà vệ sinh lại nha, con này nó kêu nè. 210W điện 100V Makita 9045. Rồi coi dây điện rin dài luôn em nha. À, Makita 9045 ngoại hình thì còn ok nhưng mà máy hơi kêu, anh em giờ tháo ra vệ sinh lại cả trong bên trong là xong anh em nha. Con này nó là mã 67 giá 300k. Rồi con này hiệu Ribi mã 68. Dây điện rin dài luôn em ơi. Con này Ribi nó chà nhám vuông hơn gang tay. Cái khổ nhám của nó là 20. 300W chạy.
Rồi, dây điện dài mã 68 giá 450k, con này 300W. Rồi con này mã 69, con cưa lọng của Makita đây. Vô thôi anh em ơi, đóng bụi thôi. Có điện. Con này 650W, máy có điều tốc hiệu Makita 3000 vòng trên phút. 650W. À, giờ vệ sinh lại bên ngoài là xong thôi anh em ơi. Rồi mã 69 400. Rồi con này mã 70. Con này là cái con gì, nó có cái đầu ngay đây. Cái đầu trong này nó y như con mày khuôn em cũng không biết được. Máy chạy có điều tốc anh em nha. Con này hàng Marine USA 500W. Điện 115. Là điện 110 120 xài được hết anh em nha. Mã 70 giá 250k luôn. Rồi con này là con cưa lọng của Hitachi mã 71, có điều tốc luôn anh em nha. Rồi mã 71, con này giá của nó là 300k. W dây điện nối anh em nha. Máy chạy ok luôn, giờ ra cửa vô là xài thôi. Hitachi. Mã 71 300. Còn con này mã 72. Con này là con không của Hitachi, nó là 580W. Có đảo chiều anh em nha. Con này 580W có đảo chiều, máy chạy hơi đá lưỡi tí xíu nè. Rồi cộng dây điện thì bao dài luôn. Cái đầu này thì anh em giờ bỏ ra đầu đánh bột hoặc là bỏ đầu khoan vô được hết anh em nha. Cái đầu này tháo cái này ra. Đó. Dây điện của nó bao dài luôn, bao to luôn. Bữa bị tét miếng ở đây. Đây. Bị tét miếng ở đây anh em nha. Đó, dây thì dài rất dài. Rồi mã 72 450k luôn. Rồi con này 73. Dây điện ring dài đầu kẹp 6 ly. Hàng Makita. Đâu đầu kẹp 10 ly chứ. Hàng Makita anh em nha. Rồi mã 73 150k không một chiều anh em ơi. Đó. 73 150. Rồi con này là con cưa lọng mã 74 150 luôn. Con này hơi đá lưỡi tí xíu nè anh em nha. Không có điều tốc, hàng Trung Quốc xuất nhập anh em ơi. Rồi con này nó 180W, mã 74 150k luôn. 74 150. Rồi con này mã 75 150 luôn. Con này là con cưa kiếm 150W, bị mất cái đầu đây anh em nha. Đây. Mất cái đầu gắn lưỡi. Đấy. Mất cái đầu gắn lưỡi anh em nha. Anh em giờ độ cái đầu gắn lưỡi lại giúp em nha. 75 150k luôn con này anh em nha. Rồi con Boss 76. Này anh em giờ phải tháo ra vệ sinh lại cái phần này nè. Cái đầu nó không chạy, máy hoạt động nghiêm chỉnh nhưng cái đầu nó không chạy anh em nha. Này bị sét cái dính cứng rồi. Đó. Mã 76 con này 200k 450W cưa lọng.
của Bốt anh em ơi. Nó là 450W. Mẹ ơi. Rồi con này mã 77 250. La quá. Thả nó ra chút đi. Con này là có điều tóc đảo chiều anh em ơi. Chức năng là này là khi đè xuống nó mới chạy anh em nha. Đó. Còn qua chức năng này thì đầu nó vẫn chạy bình thường. Rồi mã 77 250k con này, điều tóc đảo chiều. Hàng Makita đầu kẹp 10 ly. 550W. Mã 77 250. Rồi con này mã 78 400k của Makita, con đánh bóng có điều tóc. Con này điều tóc 5 số anh em nha. Nó không có công suất bị mất tem rồi, không có công suất. Nhưng mà điều tóc 5 số. Dây điện rin dài. Test miếng ở đây. Đó. Mã 78 400k anh em nha. Rồi con này mã 79 con chà nhám vuông của Makita, con này chạy bị lỗi nè. Chạy nó cứ nghẹt thế nào anh em giờ tháo ra rồi xin lại anh em ơi. Dây nhám nó còn đầy đủ rồi, kẹp nhám đầy đủ luôn. Con này nó 160W. Mã 79 giá 200k bao ship bao sóng anh em nha. Mã 80 con này 250, con này con đánh bóng của Hitachi xài cốt 150. Rồi mã 80 250k luôn. 530W anh em nha. Rồi con này đầu kẹp 10 ly của Makita không một chiều. 100k luôn em nha. Rồi mã 81 giá 100k luôn, con này nó 230W. Điện 100. Cốt đầu kẹp 10 ly. Rồi mã 81 100k. Rồi con này mã 82 600k con hai chức năng của Makita. Điều tóc. Đảo chiều. Búa. Nó hai chức năng anh em nha. Con này mã 82 600k luôn. Con này mã 83 400k, máy này bắn sát anh em nha. Vỏ nó bị tét ở đây. Nó bị tét vỏ ở đây, đầu 1/2, đầu hơi rơ nè. Bị tét hết phần vỏ ngay chỗ mấy con ốc dặn anh em ơi. Máy thì chạy vô tư luôn. Con này 380W anh em nha. Đây. Máy thì chạy vô tư nè, mày test cái phần vỏ ở đây. Ngay chỗ mấy cái đầu vàng ốc, test 3 con, còn nguyên thôi. Rồi mã 83 400k bán sát anh em nha. Con này Ribi mã 84 350, con này có điều tóc luôn. Điều tóc 6 số anh em nha. Rồi con này hiệu Ryobi 910W. Mã 84 350 anh em nha. Con này dây điện bao dài luôn. Con này mã 85 450, con này con Makita 400W. Điều tóc. Hơi nẹt lửa bên đây anh em nha. Giờ chỉnh bên thang bên đây lại. Rồi mã 85 450 anh em nha. Con này 86 con cưa lộng gia đình hiệu Ribi. Con này nó công suất nó chỉ có 220W thôi, yếu anh em nha. Này xài gia đình thôi.
Rồi máy chạy không nghẹt lửa, giờ gắn gì vô xài luôn anh em nha. Mã 86 200k, dây điện ngắn. Rồi con này mã 87 250, con này con sắt khâu gỗ và khuôn tường đầu kẹp 13 ly của Makita. Con này nó 670W. Rồi máy chạy ok luôn anh em ơi. Giờ gắn điều vô xài luôn. Mã 87 giá 250, con này không có đảo chiều anh em nha. Loại này không có đảo chiều. Con này cũng vậy, con sắt khô cổ và con tường thôi, không có đảo chiều. Con này đầu kẹp 10 ly của Hitachi. À, đây là khuôn búa anh em nha. Còn đây là khuôn khuôn thường. Rồi con này nó 335W. Mã 88 250 có đầu mở ngay đây luôn anh em ơi, dây điện rinh luôn. Mã 88 250. Rồi con này 89 giá 300k anh em ơi. Rồi máy hoạt động ok luôn, có điều tóc, có đỡ lưỡi, dây điện nối, dây 6 anh em nha. Con này nó 390W, giờ nhà bỏ lưỡi vô là xài luôn. Nói chung gắn điện vô xài luôn anh em nha. Máy chạy ok, 390W, hàng Makita, có điều tóc. Mã 80 giá 300. Ở đâu đâu vậy? Con này mã 89 anh em nha, đọc lộn. Con này mã 90 nè. Con này là con Cobot, nó là 300W. Đây là cái đầu của nó, có cái đầu gì, có một cái đầu ra, một cái đầu vô anh em nha. À, một cái đầu nó đưa ra, một cái đầu thụt vô. Không biết nó xài vô cái gì luôn. Đấy. Máy này hơi lạ. Có điều tóc phía sau đây anh em nha. Điều tóc 6 số. Cái đầu này em thấy nó không chạy nè anh em nha. Đó. Anh em nhìn kỹ nghiên cứu giùm em cái đầu này, không biết nó xài vô cái gì luôn. Một cái đầu nè nó đưa ra, còn cái đầu này nó nằm ở trong. Rồi mã 90 400, con này là con chà nhám lắc Docker, có điều tóc, hút bụi, nói chung đầy đủ luôn. Con này nó 240W, công tắc bấm anh em nha, bấm nè. Và lắc Docker giá mã 91 350k. Con này mã 92 300k. Đầu kẹp 13 ly. Anh em nha, nãy em không kiểm tra cái đầu. Cái đầu bóp ra dịnh lại nó không chạy nè, anh em giờ tháo ra làm lại anh em nha. Đảo chiều điều tóc, có búa, có tay nắm, dây điện nối. Nhưng mà đầu kẹp 13 ly, cái đầu này nó lỏng lỏng anh em nha. Hình như nó bị chặt khớp rồi. Con này 680W, hàng Makita, mã 92, giá là 200k, hàng lỗi anh em nha. Con này máy này máy lỗi, mã 92 200. Con này mã 93 250, điều tóc đảo chiều có búa, hàng Ribi. Rồi mã 93 250k con này anh em nha. Hiệu Ribi, đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly. 420W, điều tóc đảo chiều, có búa tay nắm đầy đủ. Mã 93 250.
Rồi con này mã 94, 300k của cưa kiếm của Trung Quốc xuất nhập các em nha, điện 100V. Rồi cái này giờ bỏ lưỡi vô xài luôn em ơi. 350W, mã 94 giá 300k. Rồi con này mã 95 giá 300k luôn, con này cũng bán vít thẳng. Đó, hiệu vơi bơi 3012 Marin da băng 40W. Nó không có điều tóc mà nó có thắng anh em nha. Đảo chiều. Rồi mã 95 300k con này anh em ơi. Con này mã 96 200, con này hàng con này con đánh bóng 60W. Hàng Trung Quốc xuất nhập anh em ơi. Con này chạy hơi yếu anh em nha, 60W thôi. Rồi mã 96 200k. Con này mã 97 200k luôn, con này bị gãy cái tay đây anh em ơi. Đây. Bị gãy cái tay đây. Giờ anh em hàng lại nha. Máy chạy ok, con này 78W, mạnh hơn tí xíu nhưng mà bị gãy cái tay đây đây anh em ơi. Đánh bóng mã 97 giá 200k luôn. Rồi con này mã 98 dây điện rim dài anh em ơi. Con này là con chài nhám xoay cỡ lớn. Chài tròn cỡ lớn, hàng Trung Quốc xuất nhập luôn. Nó là 900W, có điều tốc luôn anh em nha. Đây điều tốc đây. Rồi nó điều tốc 6 số luôn. Mã 98 500k con này anh em ơi. 98 500 điều tốc 6 số. Rồi con này mã 99. Mã 991 300k. Con này cái đầu của nó bị nó hơi xấu này nha, nó mỉa hết một vài răng. Mỉa ba răng. Nó mỉa hết ba cái răng ngay đây, ba cái răng đầu vặn anh em nha. Con sắt con gỗ và con tường không có đảo chiều, hàng Hitachi, con này nó 380W. Rồi dây điện rin dài luôn. Mã 99 giá 300k anh em nha. Rồi anh này là anh mày khuôn nhỏ nè. Đầu cái đầu đó đầu mày khuôn nhỏ sao? Đó, mà máy chạy có điều tốc. Điều tốc ở đây mà máy nó chạy giật giật á. Ủa. Hết giật rồi, hồi nãy em test thì đi giật, bây giờ hết giật rồi nè. Có điều tốc dặn anh em nha. Rồi cái đầu của nó đây, cái đầu gì á là mày khuôn được. Con này nó 50W anh em nha. Công tắc. Rồi mã 100, 150 luôn. Mã 100 giá của nó là 150k. Rồi con này là con nhám tăng của Hitachi, mã 101 giá 900. Khổ nhám của nó là 75mm. 76 chứ. 76 nhân cho 533. Nó 950W, nhám tăng của Hitachi, còn nhám đây luôn anh em nha. Ngoại hình thì còn ok luôn. Giờ gắm điện vô xài luôn anh em ơi, dây điện dài, pin, thuốc bụi đầy đủ. Rồi, về gắm điện vô xài luôn anh em ơi. Mã 101 giá 900k. Rồi con này là tiếp tục tới lô máy thổi. Mã 102 giá 200k luôn. Bị mẹ miếng ở đây anh em nha. Mẹ miếng ở đây. Rồi về gắm điện vô là xài luôn. Con này nó 370W. Mã 102 giá nó là 200k. Con này 103 giá là 250. Con này dây điện bao dài luôn. Hàng Hitachi. Con này nó 335W. Rồi 103 250 luôn em nha.
Mai 104 150k luôn. Máy chạy ok, nó bị dính cái nút ở đây như là mất cái, nó có điều tốc nhưng mà cái điều tốc đây nó bị mất rồi anh em nha. Anh em giờ tháo ra sửa lại cái cò là ok. Rồi 104 150k con này luôn, máy thổi hàng Trung Quốc xuống cho anh em ơi. Nói chung là trên video sau là gửi về y dạy luôn anh em nha. 104 150. Đây 105. Này ngoại hình nó cũng ok lắm anh em nha. Bây giờ chỉ còn lau sạch sẽ thôi. Dây điện rin dài luôn. Này này nó có thêm một cái cổng điện 100V anh em nha. Này nó có cổng, nhìn lại nó có còn thêm một con máy gì nữa. Đó. Đút đi bộ ngang của nó. Còn đây là hút anh em nha, đây hút đây thổi nè. Rồi con này là con Makita, nó 520W. Makita 450. 520W. Này, có cái cổng cổng điện nữa. Rồi, 105 450 anh em nha. Con này anh em về nhà chỉ cần vệ sinh bên ngoài lại cho sạch sẽ thôi. Nó dính sơn thôi. Rồi 105 450k luôn. Đây là 106 200k. Con này là con đánh bóng. Tắt đây này nè. Rồi 106 200k. Con Makita đánh bóng này nó 570W, xài cốt 150. Rồi con này 107, con này là con Makita có thắng anh em nha. Con này lưỡi xấu anh em ơi, một cái lưỡi đẹp một cái lưỡi xấu. Lưỡi mà này thì nó mẻ khúc chính giữa rồi. Còn cái này thì đẹp. Máy cái này có thắng anh em nha. Bào loại này nó có thắng 1900BA 480W, lưỡi 82, 16.000 vòng trên phút, điện 100V. Ngoại hình nó còn ok luôn anh em nha. Cái này anh em giờ thay một cái bộ lưỡi vô là xong. Dây cô ro còn rất mới luôn. Máy có thắng chạy nghiêm chỉnh. Mã 107 600k anh em nha. Con này 108 650, hàng của Makita 1900BA. Cũng y như con kia luôn, cũng có thắng luôn anh em nha. Người con này có bộ lưỡi đẹp hơn. Nhảy sơ sơ tí xíu thôi, bộ lưỡi đẹp hơn. Đấy, rồi. Mã 108 650 luôn. Con này 109 là 45k anh em nha, con này không có thắng anh em ơi. Rồi, lưỡi nó mẻ một cái khúc chấm giữa ngay cái đường rãnh này luôn anh em ơi. Mẻ tí xíu. Loại này nó không có thắng anh em nha. Con này nó cũng xài lưỡi 82 luôn. 480W luôn. 1900B. Rồi mã 109 400k. Rồi con này mã 110, giá của nó là 300k, xài lưỡi 180 590, 1050W. Lưỡi đẹp anh em nha. Cái con này thì coi như đang bỏ lưỡi 160. Anh em giờ nhà tháo lưỡi ra lật lại nha, lưỡi này đang nó đang ráp lưỡi ngược á. Lưỡi đang ráp ngược. Đó, máy hoạt động nghiêm chỉnh luôn. Chỉ là cái lưỡi máy 190, lưỡi 165 thôi anh em ơi. Giờ anh em thay lưỡi còn ấy đỡ dây xài luôn cũng vẫn còn kịp. Đấy. Mã 110 giá 300k. Rồi con này mã 111
450k con này lưỡi 190 1050W đới Atimon lưỡi đẹp, lưỡi hợp kim đẹp luôn anh em nha. Nói chung là con này thì gắm đường vô là xài luôn, sạch sẽ không cần làm cái gì đó. Rồi ok luôn, mã 111 giá 450 nha nha. Con này mã 112 giá 250k, hàng của Ribi, xài lưỡi 160, lưỡi là lưỡi răng thưa không phải răng hợp kim anh em ơi. Máy tháng thiết đầy đủ, chạy nghiêm chỉnh luôn. Mã 112 950k, à quên, 250k, 112 250, dây điện riêng dài. Này 113, giá của nó là 300k, dây điện nối, máy tháng thiết, hàng Hitachi, lưỡi 185, răng xài vô tư luôn anh em ơi, mỉa vài cái. Rồi, tháng thiết đầy đủ luôn. Máy lưỡi lớn. Mã 113, giá 300k luôn. Con này mã 114, giá 250 anh em ơi. Máy còn nghiêm chỉnh tháng thiết đầy đủ, nhưng con này phải giờ vệ sinh lại cả bên trong luôn anh em nha. Đấy. Răng hợp kim con xài tốt thôi, ngoại hình hơi xấu. Rồi mã 114 250k luôn anh em nha. Rồi con này ngoại hình nó xấu được cái cọng dây là cái lưỡi đẹp thôi. Mã 115 giá của nó là 250 luôn, lưỡi răng hợp kim. Máy thì ngoại hình thì xấu thôi, được cọng dây là cái lưỡi đẹp thôi anh em nha. Máy 66 nhưng bù lại chạy không nghẹt lửa, chạy rất ok luôn anh em ơi. Mã 115 250 cục này anh em nha, lưỡi 180 1050W. Rồi con này nó bị bởi miếng nhôm ngay đây này, bởi cái đế chân anh em nha, bởi miếng chân ngay đây, nó lại cái tét miếng nhựa ngay đây. Nói chung là không ảnh hưởng đến máy. Răng thì hợp kim thì còn rất đẹp. Hàng Makita lưỡi 190 1050W. Mã 116 giá 250 anh em nha. Rồi máy chạy thắng thiết cùng ok nghiêm chỉnh, chỉ bị tét miếng nhựa ngay đây với lại bởi miếng nhôm ngay đây anh em nha. Đấy, này anh em về hàng lại. Rồi mã 116 250 luôn anh em ơi. Rồi con này dây điện thì quấn băng keo dây nối. Mã 117 giá 300k, không có miếng cạc te anh em nha, răng hợp kim. Rồi máy chạy nghiêm chỉnh luôn anh em ơi, không có miếng cạc te này, mất miếng cạc te rồi. Mã 117 con này 300k anh em nha. Rồi con này 118 giá 300k, lưỡi 160 165. Con này nó 950W, dây điện nối, dây rất dài, đới Atimon, răng hợp kim, răng đẹp anh em nha. Rồi máy hoạt động nghiêm chỉnh anh em ơi. Mã 118 giá 300k luôn. Rồi con này mã 119 300k luôn anh em ơi. Con này con lưỡi 190 1050W, hàng của Makita, răng hợp kim đẹp anh em ơi. Rồi máy hoạt động nghiêm chỉnh mà điện hơi xấu thôi, ngoại hình hơi xấu thôi. Mã 119 300k luôn anh em nha. Rồi con này 120. Này được cộng dây điện to dài. Lưỡi 180 185. Đó. Này đang xài lưỡi 165 anh em nha. Như con này máy lưỡi 165 à. Sao to ta. Mất cái tem rồi. Lưỡi 165 anh em nha.
Rồi mã 120, con này 300k, lưỡi Hitachi, răng đẹp luôn anh em ơi. Dây điện dài. Đấy, mã 120 300. Rồi hết máy cắt gỗ rồi, giờ qua tới con máy này. Con này mã, con này thùng máy oxy, mã 121 250. Đây đầu thở ra anh em nha. Rồi đây đầu ra. Rồi. Mọi hình hơi xấu anh em ơi. Mã 121 250 cục này nha. Đó, máy còn sống. Con này 122 500k, con này là con boss điều tốc. Máy hoạt động nghiêm chỉnh anh em ơi. Những cái đầu nó bị mất cái đầu đây. Cái đầu nó chỉ có vậy thôi. Con này nó 720W, hàng của Vietnami, Đức. Hàng Đức anh em nha. Chức năng của nó đây. Con một búi, hai búi gì đây. Đó. Không có đảo chiều anh em ơi. 122 500k, cái đầu của nó như thế này anh em nha, hình như còn một miếng cao su nữa thôi. 122 500. Rồi con này 123. Con này là con Hitachi. Con đầu in đục 18 ly. Cái này đục mũi nó hơi khó kiếm tí xíu anh em ơi. Anh em chịu khó kiếm mũi này giùm em nha. Đó. Máy sóng chạy nghiêm chỉnh luôn. Nó 1050W, mã 123 400k. Đó. Rồi 123 400. Con này 124 250k, con này chạy đẹp lửa anh em ơi. Con này nó xài cốt 150, chạy bị nẹt lửa anh em nha. Chạy bị nẹt lửa anh em, giờ anh em tự dọn lại giúp em nha. Máy thì hoạt động là cô quẩn còn sống. Bị lỗi, mã 124 250k con này anh em nha, xài cốt 150. Rồi con này là con máy đục. Tiếp tới là dạng máy đục. Mã 125 450, con này 0830. Madinja Bắc. Rồi 125 450k luôn con này anh em ơi. Đục 17 ly. Con này 126 đục 18 ly. Rồi 126 400k đục 18. Con này 127 hàng Makita. Máy không đục, hai chức năng. Nó có cái cục đèn 1050W, 3000 vòng trên 1 phút. Máy chạy nhạt lửa bị lỗi anh em ơi, dây điện thì dài nè, đây. Đấy, máy nó chạy nó nẹt lửa, anh em giờ dọn lại giúp em nha, tháo ra dọn lại. Rồi giá của nó là 450k, mã 127 450 anh em ơi. Con này là con Hilti TE54 400k. Đây số 1 số 2 gì đây nó cứng anh em nha. Còn đây là bú nhỏ bú lớn là nhanh chậm nè. Cái đầu không quay anh em nha. Có điều tốc. Con này nó có 500W à. Rồi máy hoạt động ok anh em nha. Máy chạy thì ok á. Nhưng cái đầu nó không chạy nè. Chức năng nó cứng nè. Anh em giờ tháo ra cũng dọn lại nha. Mã 128 400k con này. Rồi con này con tỉa rào nó bị gãy hết ba răng anh em ơi, 129 100k luôn. Tắt đầu ta.
nó bị gãy hết 1 2 3 ba cái răng đầu tiên đây anh em nha, miệng ngay đây nữa nè. Công tắc bóp. Dạ. Rồi 129 100k bao ship anh em nha, bao sống ha. 130 650 con này là con đục 30 đục Hitachi 38. Mũi 17 vừa khôn vừa đục anh em ơi. Em chỉ bao sóng thôi anh em nha, còn mấy chức năng đó còn lại thì em không có bao anh em ơi. Mã 130 650k đục 17 ly 1050W vừa khôn vừa đục đó, của Hitachi. Mã 130 650. Rồi con này là con cưa kiếm. Mã 131 200k. Máy chạy bị nẹt lửa anh em nha, đây, điều tốc có luôn. Rồi cái này anh em rồi dọn lại con này anh em nha, hình thức nó hơi xấu luôn, hàng Hitachi 1010W. Rồi đầu cổ vẫn còn rơ. Cưa kiếm mã 131 200k con này anh em ơi. Con này mã 132 tới cái bào to 650k con này. Dây điện nối dài 132 650, mất cái đầu dặn đây anh em nha. Đây còn cái đít của nó thì lưỡi liếc thì ok luôn, quá đẹp. Rồi con Makita này mã 132 650 anh em nha. Rồi con này là con đời cổ Salak Salo luôn, dây điện dây nối mã 133, con này 450k anh em nha. Đời cổ mà lưỡi ok anh em ơi. Ra thay nghề các em. Bỏ mã đây. À, nhanh, nhanh, nhanh. Cái phít này là bị cháy rồi. Ra thay cái cắt dây ra, thay đầu cắt. Ghi bỏ bỏ ra bên ghi cái cùng cái đục kia, mã 130 mấy. 33. 33. Rồi con này thới mã 133, con nó bị đầu cắm nó bị cháy rồi anh em ơi. Con này là con sơi 350. 350. Rồi dây điện rinh dài luôn anh em ơi, lam dài 35, 1130W. Về gắm điện vô xài luôn anh em nha, mài cái lưỡi lại thôi. Lại vệ sinh cái phần bên ngoài nè. Đó, vô lắm. Hitachi CX 35 133 giá 400k. Con này 134 500k anh em nha. Dây điện nối nhưng mà dây dài. Rồi lưỡi ok luôn. Rồi 135 500k con này anh em ơi. Rồi con này thì 136 dây điện nối mà dây ngắn anh em nha. Con này nối dây ngắn. Hết dây, nhàm hết dây. Ngoại hình của nó thì ok luôn. Lưỡi 136 16.000 vòng trên 1 phút. 1140W. Lưỡi thì đẹp. Đấy. Nó có hai tốc, tốc nhanh tốc chậm ngay là ngay đây anh em nha. Đây hai tốc, tốc nhanh tốc chậm. Con này thì chỉ 6 mỗi cộng dây điện thôi, còn như là hoàn chỉnh anh em ơi. Mã 135 650k con này.
Rồi con này mã 136. Con cắt chặt. Đó. Cái này anh em giờ lấy con ốc kiếm ốc bỏ vô thôi là được anh em nha. Đây. Lấy ốc dặn lại cho anh tăng lên tăng xuống nè, dây điện rin dài luôn. Hàng Makita cắt gạch. Con này nó 1400W anh em ơi. Rất to. Rồi máy chạy ok luôn. Dây điện rin dài mã 136 450K. Rồi con này mã 137 400K luôn. Con này là con Ryobi 1150W, dây điện rin dài. Nối đây anh em nha. Đây là nối mã 137 400. Rồi con này mã 138 250K, con này không có xích anh em ơi. Con này nó 700W thôi. Rồi 800W, 800W. Rồi chạy hơi đá lửa nhẹ anh em ơi. Mã 138 250, hàng Ribi. Rồi con này hiệu của Tanaka Madin Japan, con này lấy phụ tùng anh em ơi. Đấy. Này chỉ lấy phụ tùng thôi anh em nha. Không làm được gì nữa. Dây giật nó bị tụt luôn rồi. Làm xích nó bị méo miếng ngay đây. Hàng Tanaka mã 139, con này 500K anh em giờ lấy phụ tùng anh em nha. Đấy. Lấy phụ tùng thay thế, anh em có đồ sửa thì anh em sửa luôn. Đó. Mã 139. Cái này là bán ngù anh em ơi. Nói chung là bà chỉ có bao ship thôi, không có bao gì nữa anh em nha. Đó. Nắp của nó đây. 139 500K. Rồi con này con Ribi. Mã 140, dây điện dài. Giá của nó là 400K, 1250W. Rồi con này anh em vệ sinh lại nha, này nó dính bụi rồi, vô thôi. Mã 140 400K con Ribi này, giờ mày xích hoặc là thay xích mới cũng không kịp anh em ơi. Đó, một cọng xích nó tầm khoảng 150 trở lại tùy theo ngắn dài. Mã 140 400K. Rồi con này con AMU Shindawa mã 141 250K. Mã 144 250 anh em nha. K mã 144 900W. Con này nó bị kẹt cái nút công tắc với công tắc nó bị lỗi công tắc với lại không có làm xích anh em ơi. Mã 144 250. Rồi con này mã 142 500K. À quên, 350K, con này là 5011 hàng Makita 1100W. Không có xích anh em nha, xích này xài xích chuột. Rồi mã 142 350 anh em nha. 350K con này. Rồi con này hàng của Sony. Nó chạy bằng cái gì á? Tắt bữa bật chỗ nào ta. À đây. Cái này là cái đầu này đầu bắn bu lông anh em ơi. Tu chậm. Hàng da băng. Đấy. Hàng sau nghe. Rồi xong. Mã 143 1.000.000. Rồi con này mã 144 750 anh em nha. Con này
bơm bơm sình. Gắm điện vô chạy anh em nha, con máy quá sống. Mã 144 750k luôn. Dây điện zin. Mã 144 750k, con này nặng hơn 10 kg. Mà em không biết nó bao nhiêu, công suất nó bao nhiêu luôn, bị mất tem rồi. Mã 144 750 anh em nha. Mã 145 800k. Con này nó chạy không nẹt lửa, đới chân mì mớt ngay đây. Gọi lại ngoại hình đó thì hàng Ryobi, xài đá 305, xài cắt đá tu nhanh anh em nha. Đây. Xài cắt đá tu nhanh, anh em giờ thay cái lưỡi bỏ vô thôi anh em nha. Đó là xài thôi. Rồi mã 145 800, giờ con đó, anh em giờ vệ sinh lại bên trong dầu mỡ vô là ok luôn á. Con này vậy nè, mã 146 900k, hàng Ryobi luôn. Rồi hình con này đẹp hơn anh em nha. Rồi dây điện dài luôn, máy chạy không nẹt lửa luôn. Đới điếc, ô tô kẹt đèn luôn. Đấy. Rồi, mã 146, thay lưỡi vô xài luôn anh em ha. 900k, đưa đi. 146 900. Này 147 800k, con này dây điện dài, hàng Hitachi. Rồi con này mã 147 800k, con này anh em giờ nhà vệ sinh cả trong lẫn ngoài anh em ơi. Rồi máy chạy thì ok á. Điều nó hơi xấu thôi. Hàng Hitachi. Cắt đá tu nhanh, xài đá 305. 800k mã 147. Rồi con này mã 148. Bị kẹt anh em nha. Đó. Bị kẹt bán sát anh em ơi. Mã 148 900k, con này bao ship ở đây nha, bán sát lại cái tay cầm của nó bị mất ốc, nó cột dây à. Thằng Makita đục 30 ly. Đấy. Này gần nặng gần 17 18 kg anh em nha. Mã 148 900. Sát ở đây nha. Rồi con này là con móc rảnh, con này lưỡi 3 phân anh em ơi, đang lưỡi trong này tầm 3 phân. Dây điện dài và dây nối. Máy chạy hoạt động nghiêm chỉnh. Rồi con này là con móc rảnh của Makita 1160W, mã 149 400k anh em ơi. Con này 400k, cử kiếp đầy đủ, dây điện dài nối. Rồi con mã 150 cũng là mã cuối cùng của video này anh em nha. Con này lại bánh sát luôn anh em ơi, dây điện thì còn ok luôn, máy thì cũng còn đẹp luôn, mà còn thử nó sao. Cái kiểu gì á anh em ơi. Đó, nhớ lên bán sát luôn em nha, mã 150. HM0860. Đấy, có điều tóc luôn. Mã 150 giá nó là 400k, bán sát anh em nha. Đó là con cuối cùng của video ngày hôm nay. Đấy, rồi chiều em sẽ lựa máy em lên video tiếp tục máy khác anh em ha. Rồi. Đó, video này em lên tầm 80 con này, anh em xem được con nào anh em ủng hộ anh em nha. Em xin rất là cảm ơn luôn. Rồi, em xin kết thúc video đây, chào tạm biệt anh em ha.